bao nhiêu tuổi? Dạ con 77 tuổi. Bé Tải 77 tuổi. Con tên là gì? Dạ con Nguyễn Thị Nghề, ở giáo xứ Tân An, khu phố 3, phường 6, huyện Nha. Trong tháng 5 năm 2017, con và chị con bệnh đau nhức hai cái chân, chị con bé bị trệt xương sống, nằm ở trong nhà không đi được, để con phục vụ cho chị con, rồi con mới cầu lòng thương xót của Chúa. Rồi con nghe tin mừng của cha ở trên nhà bè này, rồi con mới nói với cái chị gái nhỏ ở dưới thị xã, con hợp đồng con xin đăng ký đi cầu nguyện cho chị con và con, rồi trong có 3 tháng rồi được khỏe mạnh, lòng đưa xót Chúa cứu chị con và con được khỏe mạnh. Và xin con không có biết mà để nhắn tin cho cha, con chỉ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi Chúa ban cho con với chị con hết bệnh, không còn đau nhức nữa và đi đứng bình thường. Xin Chúa ban phúc lành cho cha và cộng đoàn được tràn đầy ơn Chúa, đặng lo cho giáo hội trong thế giới này và cộng đoàn giáo xứ của nhà bè, anh chị em của chúng con. Xin con tên gì? Dạ, chị tên Nguyễn Thị Dễ. Dạ, 82 tuổi. Dạ có. Đâu? Trời ơi đây. 82 tuổi, nãy em bé 77 thì tới em bé 82. Rồi. Con Nguyễn Thị Dễ, năm nay 82 tuổi, em bị xe nó quẹt té, nằm hết 3 tháng không có nhúc nhích, đi bệnh viện ở trên thành phố, nó biểu mổ sắp xương lại, cái con làm lòng thương xót, con mới lần đầu con bất tỉnh, con không biết gì hết, cái con đọc kinh kính mừng con cũng không thuộc, quên hết, cái con xin lòng thương xót Chúa, cái cho con tỉnh lại, cái con đọc kinh rồi con tỉnh lại, rồi em con phục vụ cho con hết một năm, rồi bữa nay con đi làm thi pháp của Chúa, bữa nay con không còn đau nữa, mà hai cái chân còn yếu, chứ còn trong mình không còn đau đớn gì nữa hết. Hallelujah! Hallelujah! Rồi, đau đến mức độ mà quên luôn cả kinh kính mừng, bây giờ đã nhớ lại chưa? Dạ nhớ rồi. Đọc rồi. Kính mừng mang đi đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà luôn phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Rồi còn bé nào nữa không? Hết chưa? Rồi giờ nhường cho người khác nha. Rồi bây giờ bên phải quay. Bước thẳng xuống. Đây, bước thẳng xuống. Đây.